Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 2. Chương trình có những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, tạo sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Đoàn thanh tra của EC ghi nhận tiến bộ đáng kể, tinh thần sẵn sàng tiếp tục cải thiện và sự cởi mở của phía Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng nước ta trong 93 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2022 vừa qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031. Xoay quanh kết quả công tác quy hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong năm 2023, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có phỏng vấn ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ thưa ông, năm 2022 vừa qua thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện tốt cái công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như nhiệm kỳ 2026-2031. Như vậy thì xin ông cho biết cụ thể của kết quả công tác nêu trên ạ. Cái công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031 đến nay về cơ bản đã hoàn thành, và nhìn tổng thể thì thấy rằng là cái hệ số quy hoạch, rồi cơ cấu các độ tuổi, rồi tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, rồi các yếu tố khác thì về cơ bản đáp ứng được cái yêu cầu cũng như của quy định của Trung ương, và hiện nay quy hoạch này đã được phê duyệt. Vâng, như vậy thì trong năm 2023 vấn đề đặt ra là tổ chức thực hiện cái quy hoạch đã được phê duyệt. Như vậy thì trong đó thì cái công tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ có ý nghĩa rất là quan trọng. Như vậy thì tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung thực hiện công tác này như thế nào trong năm 2023 thưa ông? Trong năm 2023 thì ban tổ chức sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ
là xây dựng một kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cho cái đội ngũ được quy hoạch, tập trung vào cái đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, về lý luận chính trị, đặc biệt là quan tâm đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng, về ngoại ngữ để đảm bảo có một số lượng cán bộ được quy hoạch trong thời gian tới làm việc trong cái môi trường quốc tế. Cái vấn đề thứ hai quan tâm nữa thì tham mưu cho Ban Thường vụ xung quanh cái việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển đội ngũ cán bộ. Trong này thì chú ý là những cán bộ dự kiến được bổ nhiệm là người đứng đầu đó, thì anh phải xây dựng được một cái chương trình hành động cụ thể hàng năm và đồng thời cam kết thực hiện trách nhiệm của mình trước khi báo cáo với cấp thẩm quyền xem xét quyết định bổ nhiệm. Ông có lưu ý như thế nào đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp để mà tham mưu tốt cho cấp ủy các cấp trong thực hiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới ạ? Để làm tốt cái công tác quy hoạch trong thời gian tới đó, trước nhất là phải bám sát vào các văn bản quy định của Trung ương về công tác quy hoạch. Vấn đề thứ hai cần quan tâm nữa đó là thông qua các phong trào, các hoạt động phải tìm kiếm và phát hiện được những cái nhân tố điển hình mới để bổ sung vào quy hoạch cho phong phú. Đồng thời cũng tiếp tục rà soát đưa ra những đồng chí chưa đủ tiêu chuẩn để làm sao đảm bảo được cái quy hoạch trong thời gian tới tốt hơn. Cái điều quan trọng nhất đó là mỗi cán bộ được quy hoạch và chưa được quy hoạch phải ý thức và trách nhiệm cao của mình, đó là tự học, tự rèn, tự vươn lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và cũng vì một Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, hầu hết các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long gặp khó khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, do 19 tiêu chí đều được nâng lên. Tuy nhiên, bằng quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh đã phát huy vai trò của đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, từ đó tạo sự đồng thuận nhất trí trong cán bộ đảng viên và nhân dân, quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Xác định thu nhập là một trong năm tiêu chí khó trong bộ tiêu chí mới vừa thay đổi. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Đông Thạnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, trong đó khuyến khích người dân, đặc biệt là cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều mô hình vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế như chanh không hạt, mít thái, vú sữa, cam sành được nhân rộng với tổng diện tích phát triển gần 315 ha. Kinh tế nông hộ trên địa bàn xã nhờ vậy ngày càng được nâng lên đáng kể. Lúc trước thì làm lúa nhưng mà thấy không có thu nhập cao nên nhờ địa phương vận động trồng chanh theo việc gáp nên thấy kinh tế nó cũng ổn định. 15 công chanh này thu nhập một năm khoảng 500 triệu được. Cuộc sống gia đình nó khấm khá hơn nhiều so với xưa làm lúa. Hội thì cũng xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ hội viên nắm được cái chuyển dịch cơ cấu để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì trước mắt thì vận động trước cán bộ đảng viên góp phần cho cái tiêu chí thu nhập của nông thôn mới nâng cao. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ và đảng viên đi trước, làng nước theo sau, công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia nâng chất các tiêu chí thuộc về nội lực như giao thông, môi trường, nhà ở, đạt chuẩn luôn được địa phương phát huy mạnh mẽ. Khi mà ấp phát động trồng tiến đường hoa thì ở đây chị em phụ nữ hết sức là đồng tình, cũng là sưu tầm các cái loại hoa, có nhiều cái dạng hoa nó đẹp mình đem về trồng trên tiến đường của mình. Ấp là cùng với đảng viên thực hiện tốt về hai cái nội dung là nêu gương đi trước, là thực hiện trước, đảng viên đi trước mới thực hiện ra dân. Năm 2022, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng và sự tiên phong gương mẫu của đảng viên, đến nay, Đông Thạnh đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đáng chú ý là xã có 11 trên 19 tiêu chí vượt cao hơn so với quy định. Điển hình như thu nhập bình quân đầu người đạt 64,03 triệu đồng,
tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương vượt 11,67%, tỷ lệ nhà ở kiên cố vượt 5,96% và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 1,93%, thấp hơn quy định 0,57%. Ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã là chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí ngay từ đầu năm để là trực tiếp chỉ đạo và cái hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các ấp cũng như là kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện của các chi bộ ấp trong việc vận động đảng viên để thực hiện. Nhờ sự quyết tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, cuối năm 2022, xã Đông Thạnh được Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh đánh giá là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tổ chức họp mặt biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022. Năm 2022, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nên 100% cán bộ đảng viên và quần chúng trong đảng bộ đăng ký thực hiện. Đảng viên và quần chúng trong hệ thống phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện tốt đạo đức công vụ, tham gia tích cực các phong trào thi đua tại đơn vị. Ngoài ra, qua thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận cao của tập thể, nâng cao công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long đã được biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 theo hình thức trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có ông Lữ Quang Hời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm và tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Theo đó, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách chế độ công vụ. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo năm 2023 là năm xây dựng dữ liệu số. Các bộ ngành địa phương cần xây dựng cơ sở dữ liệu cho bộ ngành địa phương mình. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành thắng lợi phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của quyền Chủ tịch nước ban hành luật khám bệnh, chữa bệnh vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Luật gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đáng chú ý, luật đã quy định mở rộng đối tượng hành nghề, thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.
đồng thời thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp. Quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Luật đã thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn, cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ, phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa. Hôm nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt đầu năm 2023 với các cộng tác viên bản tin thông tin công tác tư tưởng, bà Nguyễn Thị Minh Trang, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì buổi họp mặt. Năm qua, bản tin thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát hành được 11 kỳ, mỗi kỳ gần 4.000 quyển. Ban biên tập bản tin tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực của hơn 200 cộng tác viên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên các địa phương, đơn vị. Các tin bài gửi về đa dạng với chất lượng ngày càng cao, góp phần phản ánh khá đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy định hướng năm 2023, các cộng tác viên bản tin cần bám sát một số nội dung trọng tâm như tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, tuyên truyền về việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp của tỉnh. Sáng nay tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị phổ biến các kết quả làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan và đại diện 28 tỉnh thành khu vực ven biển. Theo báo cáo, đoàn thanh tra của EC ghi nhận tiến bộ đáng kể, tinh thần sẵn sàng tiếp tục cải thiện và sự cởi mở của phía Việt Nam với các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Phía EC cho rằng Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý toàn diện phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên việc thực thi nhiều quy định vẫn còn hạn chế và không đồng đều. Công tác giám sát đội tàu đã được cải thiện, nhưng số lượng các trường hợp mất kết nối vẫn còn cao. Hệ thống kiểm soát giữa các địa phương có sự khác biệt chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn thủy sản có nguồn gốc bất hợp pháp IUU. Đặc biệt là số lượng tàu cá Việt Nam bị bắt giữ ở vùng biển các nước láng giềng còn tồn tại. Chúng ta đã phấn đấu trong 5 năm qua và châu Âu đã đánh giá đã chuyển biến rất tích cực và đi đúng hướng. Thì với sự chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia, thì đợt này chúng ta quyết tâm hành động trong 180 ngày. Với mức cao nhất để chúng ta có thể gỡ được thẻ vàng trong đợt tham gia lần thứ tư. Trước những khuyến nghị của EC về IUU sau lần thanh tra thứ ba, hội nghị cũng tập trung thảo luận cho ý kiến về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tiếp tục tập trung vào công tác thực thi pháp luật, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận thủy sản từ khai thác. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu về sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2022-2023. Đặc biệt là bố trí cơ cấu sản xuất cây trồng phù hợp, tránh gieo trồng ở vùng không bảo đảm chủ động về nguồn nước, tăng cường nạo vét hệ thống kênh mương, ngăn mặn, trữ ngọt, lắp đặt và vận hành các trạm bơm để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho hơn 196.300 ha lúa, rau màu, cây ăn trái. Thông tin từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam vừa cho biết, căn cứ vào kết quả khảo sát nguồn nước trên lưu vực sông Mekong, thì dự báo trong tháng 2 năm 2023, vùng giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng được kiểm soát mặn sẽ có độ mặn với nồng độ là 4 phần ngàn, xâm nhập sâu từ 45 đến 65 km. Theo đó, vùng giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, các tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, nếu thượng lưu vận hành xả nước không phù hợp có thể làm mặn vào sâu từ 50 đến 65 km, gây ảnh hưởng đến việc lấy nước của các cống lấy nước. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động ứng phó hiệu quả xâm nhập mặn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long ngày càng khởi sắc, trong đó thì nổi bật là hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, sản xuất phát triển, đời sống của người dân không ngừng được tiến bộ. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2023. Sau đây thì xin mời quý khán giả cùng đến với những hình ảnh về diện mạo mới của nông thôn tỉnh Vĩnh Long, những thành quả từ sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Vĩnh Long cùng chung sức đồng lòng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước đây là mình làm lúa đã nhưỡng thấp quá rồi, cái đây người ta cũng chuyển thấy vậy, người ta chuyển đổi lên qua màu hết rồi, mình thấy vậy mình cũng làm theo. Rồi sống người dân ở nông thôn thì rất phát triển, coi như là nhất là giao thông, đường xá đi lại là rất thuận tiện và dễ dàng. Người dân sinh hoạt là đi chợ, đi búa, giao lưu hàng hóa rất là ngon lành. Thưa quý khán giả, xây dựng nông thôn mới hài hòa với tiến trình đô thị hóa cần có sự tập trung đầu tư lâu dài, quyết tâm chính trị cao, tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo của các cấp ủy đảng, sự đồng thuận trong nhân dân sẽ là tiền đề vững chắc để Vĩnh Long thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong thời gian tới. Đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.